Nhà máy thủy điện Hòa Bình nằm ở bậc thang cuối cùng trên dòng sông Đà, là công trình thủy điện lớn thứ hai ở Việt Nam và là một trong những công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, có công suất lắp máy 1.920 MW, gồm 8 tổ máy, công suất 240 MW trên một tổ máy. Nhà máy có vai trò quan trọng đảm bảo năng lượng quốc gia. Tuy nhiên hiện nay, thủy điện Hòa Bình hiện không thể khai thác toàn bộ các tổ máy vì nếu khai thác chỉ tối đa từ 12 đến 13 ngày, hồ chứa sẽ về mực nước chết. Năm 2023 là năm tình hình thủy văn tuyến sông Đà bất lợi cho phát điện. Từ đầu năm tới nay, nhà máy mới phát 3,5 tỷ kWh bằng 37% kế hoạch. Vì vậy, việc đảm bảo kế hoạch sản lượng điện sẽ rất khó khăn. Cuối tháng 5, đầu tháng 6, sản lượng khai thác luôn ở mức cao, gần như hết cỡ. Do đó, lượng nước hồ xuống rất nhanh, các hồ khu vực phía Bắc và sông Đà đều đã sắp xỉ mực nước chết, khả năng khai thác hầu như không còn, bất đắc dĩ phải chạy duy trì. Để vừa đảm bảo công suất, vừa đảm bảo sản lượng nên không thể khai thác cấp tập sẽ ảnh hưởng tới lượng nước. Nếu nhà máy thủy điện này chỉ khai thác tối đa 2 ngày với sản lượng 46 đến 47 triệu kWh một ngày thì lượng nước sẽ không còn đảm bảo. Nếu phát tối đa liên tục thì chỉ được 12 đến 13 ngày, khi đó thủy điện Hòa Bình sẽ về mực nước chết, không còn nước. Với cái tình hình hiện nay, khi mà các cái hồ thủy điện ở khu vực phía Bắc đều như về gần mực nước chết thì thủy điện Hòa Bình là thủy điện duy nhất mà còn có thể phát được công suất tối đa. Chính vì thế là chúng tôi phải thực hiện cái nhiệm vụ điều tần hệ thống điện là một cái nhiệm vụ rất là khó khăn. Và để thực hiện nhiệm vụ điều tần thì thủy điện Hòa Bình thường xuyên phải điều chỉnh chế độ phát. Các tổ máy thường xuyên phải thực hiện dừng khởi động, tăng giảm và thậm chí là chuyển bù. Thì đó là một trong những cái khó khăn trong công tác vận hành. Theo các kỹ sư đang thường trực tại nhà máy thủy điện Hòa Bình, kể từ khi nhà máy được đưa vào vận hành, đây là lần đầu tiên các tổ máy phải vận hành trong tình cảnh căng thẳng nguồn nước như hiện nay. Những ngày qua, các ca trực vận hành luôn trong tình trạng sẵn sàng, điều hành linh hoạt các tổ máy khi có chỉ đạo của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia. Cái số lệnh của điều độ thì so với cái thời kỳ bình thường ấy thì cũng tăng lên là rất là nhiều. Thì bởi vì là có những lúc thì điều độ yêu cầu là mình phát tất cả các tổ máy tối đa để đảm bảo về cái an ninh hệ thống điện. Nhưng có những lúc thì điều độ sẽ yêu cầu là mình phải giảm công suất về tối thiểu để mình tích trữ nước để phục vụ cho cái công việc sản xuất điện. Thủy điện Hòa Bình có tầm quan trọng trong hệ thống điện quốc gia. Ngoài cung cấp điện thường xuyên cho miền Bắc, Thủy điện Hòa Bình còn phải gánh trách nhiệm điều áp hệ thống, giữ chất lượng hệ thống điện và đảm bảo cho nước hạ du, đặc biệt là cấp nước cho nhà máy nước sạch sông Đà. Do vậy, điều hành linh hoạt để đảm bảo cung ứng điện là một việc làm hết sức quan trọng trong thời điểm hiện nay.